Hậu Giang, nơi trồng mía lớn nhất đồng bằng sông Cửu Long. Diện tích mỗi năm giảm từ 800 đến 1.000 hecta. Lợi nhuận không đảm bảo ổn định đã là lý do khiến những nông dân như ông Tích phải bỏ mía trồng cây khác. Khả năng là mình cái chào. Chứ còn trồng mía này tính ra bây giờ nhân công mướn mắt nữa, mà không có nhân công nữa. Diện tích mía, số hộ trồng mía đã giảm gần một nửa so với cách đây 5 năm. Cả nước chỉ còn 25 nhà máy đường đang hoạt động. Trong khi đó, khảo sát mới nhất từ 40 doanh nghiệp chế biến thực phẩm dùng đường lớn nhất Việt Nam, thì năm nay nhu cầu dùng đường sẽ tăng lên khoảng 60.000 tấn so với năm ngoái. Tính toán nguồn cung thì từ nay đến hết năm, Việt Nam sẽ thiếu hụt khoảng 625.000 tấn đường. Trong bối cảnh nguồn cung đường trên thế giới nhiều căng thẳng do tác động mất mùa, giá đường trên thế giới đang ở mức cao nhất trong 15 năm qua, thì giải pháp duy trì diện tích và sản lượng mía hiện có là yêu cầu đặt ra cho các bên. Chúng ta phải đánh giá xem là chúng ta nhập khẩu chúng chính ngạch là bao nhiêu, trong quota thì trong hạn ngạch chúng ta rõ rồi, thế ngoài hạn ngạch là bao nhiêu, mức thuế này như thế nào. Đấy. Và kể cả cái thời điểm mà chúng ta công bố cái hạn ngạch đấy ra như thế nào để đảm bảo cho cả doanh nghiệp tính minh bạch, nhưng mà đảm bảo cho cả doanh nghiệp và người nông dân đỡ bị ảnh hưởng đến cái thu nhập, đến cái giá bán. Năm 2020 mà chúng ta áp dụng cái Atiga đấy, thì cái việc nhập khẩu đường bằng không từ các nước ASEAN vào bằng không, thì điều đấy, cái việc kinh doanh sản xuất mía đường được ra, cái giá thành của đường của chúng ta phải đảm bảo có sức cạnh tranh với cái giá đường nhập khẩu thì chúng ta mới tồn tại. Trong vụ ép 2022-2023, ngành mía đường Việt Nam đã thực hiện mục tiêu kép là nâng giá thu mua mía đến mức tương đương với các nước trong khu vực, trong khi vẫn giữ giá đường ở mức tương đương và thấp hơn so với các nước sản xuất mía đường như Philippines, Indonesia và Trung Quốc. Hiệp hội Mía đường Việt Nam cũng đã có văn bản đề nghị các hội viên tham gia bình ổn thị trường đường, đồng thời cũng kiến nghị chính phủ sớm bổ sung thêm lượng hạt ngạch thuế quan nhập khẩu đường để đảm bảo cân đối cung cầu trong nước.